Đảng Dân Chủ sẵn sàng ứng phó nếu ông Trump tuyên bố thắng sớm. Một số quan chức trong Đảng Dân Chủ và đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với hãng tin Reuters hôm 1 tháng 11 rằng Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị một phản ứng nhanh chóng trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng khi phiếu bầu vẫn đang đếm như ông đã làm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Theo Reuters, ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, từng nói rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử Mỹ năm tháng 11 Mặc dù các chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng có thể mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng, đặc biệt là nếu có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn công bố dựa trên phân tích số phiếu bầu do các viên chức bầu cử Mỹ cung cấp. Mặc dù đôi khi các ứng cử viên có thể tuyên bố chiến thắng trước khi các hãng này công bố, nhưng việc làm như vậy có thể được coi rõ ràng là điều bất thường. Trước đó, hôm 30 tháng 10, bà Harris cũng cảnh báo: "Chúng tôi rất buồn khi phải chuẩn bị nếu ông Trump làm vậy." Và nếu chúng tôi biết rằng ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Bà Harris không đưa ra chi tiết về những sự chuẩn bị đó, nhưng sáu quan chức của Đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra tại tòa án của dư luận. Một quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ nói với Reuters ngay khi ông Trump tuyên bố chiến thắng một cách chưa chính xác, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật, cũng như khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để chống lại điều đó. Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra yêu cầu rằng tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi chiến thắng được công bố. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm sau ngày bầu cử Mỹ mùng 3 tháng 11, ba ngày trước khi các kênh truyền hình đầu tiên đưa tin về người chiến thắng. Cuối cùng, ông Trump đã thua đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và tiếp tục khẳng định sai sự thật rằng kết quả bầu cử đã bị đánh cắp. Về phía Đảng Cộng Hòa, đội ngũ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ đấu tranh giành mọi phiếu bầu cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ông Trump có dự định tuyên bố chiến thắng trước khi các hãng truyền thông công bố hay không. Ông Steve Bannon, một đồng minh chủ chốt của ông Trump, cho rằng cựu tổng thống nên nhanh chóng tuyên bố chiến thắng. Trước đó, theo Bloomberg, từ khi các tiểu bang Mỹ bắt đầu cho phép cử tri đi bỏ phiếu sớm, ông Trump và các đồng minh đã tăng cường những phát ngôn cho rằng ông đang trên đà giành chiến thắng rõ ràng nếu không có gian lận. Trong tuần qua, ông Trump đã nói với người ủng hộ rằng chỉ thua cuộc nếu xảy ra gian lận bầu cử. Trong một tuyên bố hôm 30 tháng 10, ông cho rằng đã phát hiện ra gian lận lớn tại bang Pennsylvania và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Trên thực tế, các quan chức bầu cử của tiểu bang phát hiện và điều tra một số vụ đăng ký khả nghi nhưng không có bằng chứng về việc đăng ký đó đã hoặc sẽ dẫn đến việc bỏ phiếu trái phép. Reuters dẫn lời chiến lược gia chính sách Kelly Miller của Tổ chức Phi lợi nhuận Bảo vệ Chính sách Mỹ cho rằng hành động của ông Trump đang gieo những hạt giống cho nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử nếu kết quả đó chống lại ứng viên Cộng hòa. Ông Trump lại có nguy cơ bị điều tra trước thêm bầu cử. Văn phòng Tổng trưởng lý bang Arizona đang xem xét ông Trump có phạm pháp hay không khi cho rằng một cựu nghị sĩ nên bị bắn. Trang Axios ngày 2 tháng 11 đưa thông tin tổng trưởng lý Chris Myers tại bang Arizona Mỹ cho hay văn phòng của bà sẽ điều tra cựu tổng thống Donald Trump có phạm pháp hay không sau khi ông nói rằng cựu nghệ sĩ Liz Cheney nên đối diện 9 nòng súng vào hôm 31 tháng 10 khi ông vận động tranh cử tại Glendale, Arizona. Dù cùng Đảng Cộng hòa, bà Cheney từ lâu đã là một trong những người chỉ trích ông Trump rất gay gắt. Tháng trước, bà tuyên bố ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân chủ. Trả lời phỏng vấn đài 12 News hôm 1 tháng 11, bà Tổng trưởng lý Chris Myers tại bang Arizona cho hay bà đã chỉ đạo quan chức phụ trách bộ phận hình sự đối chiếu luật của tiểu bang xem xét liệu những phát biểu của ông Trump có bị xem là lời dọa giết hay không. Tổng trưởng lý Chris Myers tại bang Arizona phát biểu, Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu phát biểu đó có phạm pháp hay không, nhưng phát biểu đó không có ích gì khi chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử và khi chúng ta cố gắng đảm bảo giữ được yên ổn tại các địa điểm bỏ phiếu và trong tiểu bang của mình. Phát ngôn viên Richie Taylor của bà Myers cũng xác nhận rằng văn phòng của bà đang xem xét khía cạnh pháp lý liên quan đến những phát biểu của ông Trump. Trước đó, khi vận động tranh cử, ông Trump nói bà Cheney là người rất ngu ngốc và là kẻ hiếu chiến cực đoan. Ông Trump đã nói, Chúng ta hãy để bà ta đứng đó với một khẩu súng trường, trong khi 9 nòng súng được bắn vào bà ta. Được chứ? Hãy xem bà ta cảm thấy thế nào về điều đó. Bạn biết đấy, những khẩu súng chĩa vào mặt bà ta. Viết trên mạng xã hội, Cựu nghị sĩ Liz Cheney cho rằng những phát biểu như thế phá hỏng những quốc gia tự do. Bà chỉ trích, họ đe dọa những người lên tiếng chống lại họ bằng cái chết. Chúng ta không thể giao phó đất nước và tự do của mình cho một kẻ nhỏ nhen, thích trả thù, tan ác, bất ổn, muốn trở thành một người bạo ngược. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump nói rằng phát biểu của ông đã bị diễn dịch sai. Theo phát ngôn viên Caroline Levitt, Ông Trump hoàn toàn đúng khi nói rằng những kẻ hiếu chiến như bà Cheney rất nhanh chóng phát động chiến tranh và cử người Mỹ khác đi chiến đấu thay vì đích thân tham gia chiến đấu. Theo tờ The Hill, phát ngôn viên này còn chỉ trích ứng viên Đảng Dân Chủ và cho rằng đây chỉ là nỗ lực tuyệt vọng nhằm giúp chiến dịch đang thất bại của bà Harris. Những lần nói hớ của ông Biden là cơn đau đầu cho bà Harris. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức, những câu nói hớ của ông Biden sát ngày bầu cử đang gây khó cho bà Harris khi tạo cơ hội cho ông Trump công kích phe dân chủ. Trước đó, phát ngôn vạ miệng của diễn viên hài Hinchcliffe ủng ừ. hộ ông Trump này. cho rằng Puerto Rico là hòn đảo đầy rác rưởi trôi nổi giữa đại dương, châm ngòi làn sóng chỉ trích và giận dữ lan rộng tới mức chiến dịch của ông Trump lo ngại sự kiện sẽ là cơ hội để bà Harris giành lợi thế ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi có nhiều cử tri gốc Puerto Rico. Tuy nhiên, trong lúc chiến dịch của bà Harris đang tận dụng cơ hội này để giành ưu thế trước ông Trump, thì Tổng thống Joe Biden lại mắc sai lầm trong cuộc gọi video qua Zoom với Vovo Latino, một nhóm vận động cử tri gốc Latin vào tối 29 tháng 10. Ông Biden đã nói, dường như không có trong kịch bản. Thứ rác rưởi duy nhất đang trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump. Ông lên án Hinchcliffe nhưng lại gọi những người ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa là rác rưởi, khiến Nhà Trắng phải lập tức lên tiếng giải thích. Phát ngôn viên Andrew Betts cho hay ông Biden dùng từ đó để chỉ những lời lẽ mang tính thù hận trong cuộc vận động ở New York, chứ không phải tất cả người ủng hộ ông Trump. Những lần nói hớ này của ông Biden đã gây ra hậu quả, tạo cơ hội để phe Trump phản công. Câu nói của ông lập tức được các thành viên Cộng hòa mang ra so sánh với phát biểu của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton năm 2016, rằng một nửa số người ủng hộ ông Trump nên bị ném vào rổ những kẻ xấu xa vì quan điểm phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tính, bài ngoại và kỳ thị hồi giáo. Câu nói hớ của ông Biden diễn ra chỉ nửa tiếng trước khi bà Harris lên sân khấu Ellipse bên ngoài Nhà Trắng đưa ra bài phát biểu khép lại chiến dịch tranh cử trước hàng chục nghìn người ủng hộ trong diễn văn quan trọng này bà harris chỉ trích ông trump là bạo chúa cam kết thúc đẩy đoàn kết và hợp tác toàn diện nếu bà đắc cử tuy nhiên thông điệp lẽ ra đánh dấu sự kết thúc của một chiến dịch tranh cử lại bị suy yếu bởi vạ miệng của ông biden và bà harris sáng hôm sau phải giải quyết hậu quả khi phe cộng hòa tăng cường công kích ứng viên dân chủ bà nói trước hết ông biden đã giải thích rõ ràng câu nói của mình nhưng tôi cũng phải nói thẳng tôi vô cùng không đồng tình với việc chỉ trích người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai Đội ngũ tranh cử của ông Trump nhanh chóng bám vào phát biểu của ông Biden để tạo lợi thế cho cựu tổng thống, tuyên bố lực lượng ủng hộ ông là cử tri gốc Latin, người da đen, công nhân công đoàn, những người mẹ có con bị người nhập cư trái phép sát hại, nhân viên thực thi pháp luật, tuần tra biên giới và tất cả người Mỹ mộ đạo. Trong khi đối thủ của ông gọi những người Mỹ tuyệt vời này là phát xít, Đức Quốc xã, còn giờ đây là rác rưởi. Phát ngôn khác cũng gây tranh cãi gần đây của ông Biden là ý định bỏ tù ông Trump khi nói hãy nhốt ông ta lại trong chuyến dừng chân ở văn phòng tranh cử tại New Hampshire ngày 22 tháng 10. Ông Biden dừng lại dây lát rồi nói thêm, nhốt ông ấy về mặt chính trị, ngăn chặn ông ấy, đó là những gì chúng ta phải làm. Nhưng phe ông Trump chớp lấy thời cơ, lập luận rằng bốn bản cáo trạng và một bản án kiện ông Trump là cuộc săn phù thủy do đảng Dân Chủ tiến hành, dù không có bằng chứng cho thấy ông Biden đứng sau các vụ truy tố. Jim Manley, cố vấn lâu năm của các lãnh đạo Đảng Dân Chủ, cho rằng phát biểu của Tổng thống Biden có thể không gây ảnh hưởng thực sự lớn tới cục diện bầu cử, nhưng ông cảm thấy xót xa khi chứng kiến chiến dịch của bà Harris phải giúp tinh thần và sức lực cũng như thời gian quý báu đi giải thích những gì ông Biden đã nói. Giới quan sát cho rằng bà Harris đang phải đối mặt với bài toán khó là làm thế nào để cân bằng giữa việc không tỏ ra thiếu tôn trọng cấp trên trực tiếp, trong khi vẫn phải thể hiện rõ vị thế độc lập của bản thân trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chuck Rocha, chiến lược gia của Đảng Dân chủ, nhận định bà Harris đã khôn ngoan khi lựa chọn con đường này. Ông nói, bà ấy muốn tạo một trang sử mới, bà ấy yêu quý Biden, tôn trọng ông ấy, nhưng phải tự tìm ra con đường thoát khỏi cái bóng của ông ấy. Có một điều mà bà ấy và Donald Trump đều phải làm, đó là trở thành người đem lại sự thay đổi quyết định, mà nếu có ông Biden, bà ấy sẽ không làm được. Kịch bản hòa phiếu bầu có thể xảy ra gần như có một sự đồng tình giữa các nhà phân tích chính trị rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ được quyết định bởi 7 tiểu bang dao động, khó đoán trước được là nghiêng về đảng nào, với tổng cộng 93 phiếu đại cử tri, với Georgia 16 phiếu, Bắc Carolina 16 phiếu, Pennsylvania 19 phiếu, Michigan 15 phiếu, Wisconsin 10 phiếu, Nevada 6 phiếu và Arizona 11 phiếu. Một ứng cử viên tổng thống cần có 270 trong số 538 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Do đó, nếu hai ứng cử viên mỗi người nhận được 269 phiếu thì sẽ có một cuộc bỏ phiếu hòa. Kể từ khi tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Mỹ được thông qua vào năm 1804, trong đó tinh trình thủ tục bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống chỉ có một cuộc bầu cử năm 1824 hòa phiếu đại cử tri đoàn. Với mô hình bỏ phiếu hiện tại của tiểu bang, các nhà phân tích cho rằng ứng viên đảng Dân Chủ sẽ bước vào một cuộc bầu cử với khả năng giành được 226 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên đảng Cộng Hòa có 219 phiếu. Với 93 phiếu của các tiểu bang dao động sẽ quyết định người chiến thắng. Nếu bà Harris giành chiến thắng chẳng hạn như ở Bắc Carolina, Georgia và Arizona, trong khi ông Trump giành chiến thắng ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và Nevada thì cả hai sẽ có 269 phiếu đại cử tri, hoặc nếu bà Harris giành chiến thắng ở Wisconsin, Nevada, Georgia và Arizona và ông Trump giành chiến thắng ở Pennsylvania, Bắc Carolina và Michigan thì hai người cũng sẽ có 269 phiếu bầu hòa.